Ok luôn, dày cộ, tuyệt vời. Đây là đậu các bạn nhé, đây sẽ là thịt rang đậu, om đậu các bạn, khá là ngon và cùng cơm. Thì nguyên liệu đầu tiên là không một số thịt đậu đúng không? Thì mình sẽ từ này vào nữa, đến thịt thì mình sẽ cắt rồi. Rang như thịt bình thường các bạn nhé. Thịt này hơi căng thẳng anh em ạ. Thịt này nó không dính vào da ấy. Thì được cái này dính vào da. Mình thả đây. Sườn được thái lên thì có mỏng như vậy luôn. Ok. Cái thái thành công. Thì này nó hơi mỡ. Bà bắt thịt bán mình thì này là bà chơi mình rồi anh ơi. Bà mỡ rồi. Vứt mẹ nó kia đi. Vứt bỏ đây. Thì ra là mình phải làm cái vỏ luôn, không làm gì đâu. Ra là cái thịt vỏ. Thì này là thịt kho đậu các bạn nhé. Nên mình không cần phải quá bắt thịt, nên mình ngọt bớt lên miếng nó mỡ đi. Không sao cả. Đấy, hai nó này gọi lắm. Mình thái này. Cái thịt này thì khá là ngon ạ. Có độ hơi mỡ tí. Cái món này rất giản đấy ạ, không phức tạp đâu. Chả bắt đầu nó cũng gì gì mà nấu sôi sôi đấy. Chả bắt đầu nó sôi rồi, cho một tí nữa này. Đều tay nhé. Nếu như mà đẩy đều tay nhé. Đấy, em thấy em bảo một chút là nó đã đổi màu luôn này. Bảo một chút là nó đổi màu.
Đó là ok. Đảo đều nhé, đảo đều. Rồi, đảo đều sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình đặt, mình đảo một tí nó cháy rồi nhé. Ok, mình sẽ cho đảo vào. Để đảo đều lên nhé. Có gia vị vào luôn, đảo lên một tí đi. Có gia vị này, mình cho bột lên. Cái xa đây à? Để đây phải cái xa luôn. Đấy.
nha mọi người. Cho cái đĩa mà thịt xào đậu của mình, thịt đậu của mình đây là quá hoàn thành và ngon rồi. Công thức thì mình cũng sẽ dưới đây nha, đấy là nhanh nhất. Đấy nha, và cái clip này mình xin một like, ba chúc mừng mình nhá. Còn đây mình xin và tạm biệt các bạn nha, ba rất là ok.